Hi, chào các bạn thân mến, lại là Coco Đỗ đây. Gần đây có nhiều bạn chuẩn bị thi HSKK cao cấp hoặc là HSKK trung cấp rồi. Thế và các bạn đang rất là căng thẳng với lại cái phần phát âm của mình. Thì Coco xin phép được chia sẻ với các bạn một chút về phần thanh điệu nha các bạn. Đây ạ các bạn, khi mà mình dạy học cho học trò ấy, thì là mình sẽ nói với lại các bạn đó là gì ạ? Đó là thanh, ở đây là thanh 1 đúng không ạ? Thanh 1 này, thanh 2 này, thanh 3 này và thanh 4. Các bạn nhìn thấy những cái ký hiệu như thế này thì các bạn cũng thấy được cái sự khác nhau rồi. Nhưng mà cụ thể khác nhau như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem một cái hình. Đây nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây có 3 cái bậc này, 1, 2, 3, 4, 5. Thế và các bạn nhìn thấy mình thường xuyên chia sẻ với học trò của mình đó là giống như là một bản nhạc chúng ta hát. Do, re, mi, fa, son. Do, re, mi, fa, son. Thế thì ở đây chúng ta thấy là thanh 1 trong tiếng Hoa. Thanh 1 trong tiếng Hoa sẽ là ở vị trí số 5 nha các bạn. Từ vị trí số 5 ở bên này kéo sang vị trí số 5 của bên từ vị trí số 5 của bên trái kéo sang vị trí số 5 của bên phải. Thế và đây là một trong những thanh mà người Việt Nam chúng ta thường xuyên phát âm sai nhất đó các bạn. Chúng ta phát âm sai khá là nhiều thanh điệu nhưng mà thanh 1 là thanh rõ ràng nhất. Bởi vì cái thanh này là ở vị trí cao nhất, nó dài, nó kéo dài ra. Nhưng thường là chúng ta phát âm nó thấp, ở cái tầm thấp. Bởi vì các bạn nhầm với cái thanh huyền trong tiếng Việt của chúng ta. Thế và các bạn lưu ý là son thì cái nút nó khá là cao, nốt nó khá là cao, thế và nó ngang ra. Mình lấy cho các bạn ví dụ về những chữ có thanh 1 nhé. Đây, mình tìm được một số những cái hình. Ở trong này thì có một số thanh 1 và những cái chữ này rất là đơn giản thì chắc chắn là các bạn cũng đã học rồi. Trong cái bài xén léo của bên cái trang này người ta làm, người ta thiết kế thì có một câu đó là Nǐ jīn tiān de fà xíng hěn bù cuò. À, xī xiè wǒ zhōu mò gāng jiǎn de. Thế thì ở đây chúng ta nhìn nhé. Nǐ jīn tiān de fà xíng hěn bù cuò. Thì cái từ jīn tiān này nó là hai thanh một đi liền với nhau. Thế và chúng ta rất nhiều bạn sẽ nói là jīn tiān, jīn tiān, jīn tiān, không phải là jīn tiān mà nó là Jīn tiān, jīn tiān nǐ zěn me yǎng? Jīn tiān wǒ men you kè ma? Thế và zhōu muò thì chúng ta rất nhiều bạn sẽ nhầm thành zhōu muò. Thì các bạn đừng hạ tông thấp cái âm vực của mình xuống mà cái jīn tiān và zhōu muò gāng jiǎn de thì những cái này nó phải đi lên đúng với lại là cái do re mi fa son, cái vị trí số 5 trong cái bảng đó các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp thanh số 2 ạ. Đây nha các bạn, ở thanh số 2. Thanh số 2 thì chắc là cũng đơn giản thôi bởi vì là ở từ vị trí số mấy đấy ạ? Từ vị trí số 3 đúng không ạ? Từ số 3 này các bạn kéo thẳng ra, từ số 3 lên đến số 5. Thế thì cái thanh này nó giống như thanh sắc trong tiếng Việt đấy ạ. Thế nhưng mà các bạn cũng lưu ý một chút để mình lấy ví dụ cho các bạn cho cụ thể hơn. Ví dụ Chỉnh chào bìa rần. Chỉnh chào bìa rần. Bìa Bìa chính là thanh 2 đấy ạ. Rấn cũng là thanh 2 nhưng mà người ta sẽ nói bìa rần. Chỉnh chào bìa rần ý cư sư ủ phân trung tờ xả zi. Chống. Chống. Đây cũng là thanh 2 nha các bạn. Từ vị trí số 3 lên vị trí số 5. Chống bù chỉnh chỉnh chào bìa rần sư ý bây zi tờ xả zi. Câu này cũng là một câu tục ngữ khá là hay. Đó là gì ạ? Đó là mình phải đi hỏi người khác, nghĩa là tìm người khác để hỏi, để thỉnh giáo. Thì mình bị gọi là gì nhỉ? Vì mình không biết mà, cho nên là coi như là mình là đồ ngốc đi. Mất 5 phút nhưng mà nếu như mà mình ngại làm người ngốc, sợ mang tiếng làm người ngốc, mình không dám hỏi ai, không dám có vấn đề cũng không dám hỏi thì cả cuộc đời mình là cái đồ ngốc. Câu này khá là hay. Chỉnh chào bìa rần ý cư sư ủ phân trung tờ xả zi. Chống bù chỉnh chào bìa rần sư ý bây zi tờ xả zi. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp vào thanh số 3 nha. Thanh số 3 cũng là thanh mà các bạn sai khá là nhiều. Đặc biệt là các bạn
nói giọng miền Nam. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong miền Nam, Coco cũng không biết là do các bạn trên lớp giáo viên giảng cho các bạn hay là do mình phát âm tiếng mẹ đẻ của mình ấy, là tiếng mình bị ảnh hưởng hay sao. Nhưng mà Coco nhận thấy là các bạn, nếu như mà nhắc các bạn là thanh ba, 2 1 2 1 3 thì các bạn sẽ nhớ và các bạn sẽ đi lên. Nhưng nếu không thì các bạn sẽ, ví dụ như hấn mẩy thì các bạn sẽ nói là hấn mấy. Đó, thì các bạn lưu ý cho, chờ Coco một chút, Coco chỉ cho các bạn nhé. Đây các bạn, ở thanh số 3 đấy là từ vị trí số 2 xuống vị trí số 1 và leo lên vị trí số 4. Và với học trò của mình ấy, mình kéo các bạn lên vị trí số 3 đã là rất là cố gắng rồi. Ví dụ như là hấn mẹ thì các bạn ấy sẽ phát âm thành hấn mấy. Thế và mình phải cố gắng là kéo các bạn ấy lên là mẹ. Đó, thế là các bạn ấy giống như là chúng ta đi leo núi và chúng ta cứ phải ngửa cái cổ của chúng ta lên ấy. Thì chúng ta cũng biết rồi, hai thanh ba đi cùng với nhau thì chúng ta sẽ phải biến âm cái thanh đầu tiên, nếu như mà từ hai âm tiết thì cái thanh đầu tiên chúng ta sẽ biến thành thanh hai, đúng không ạ? Cái này thì chắc là các bạn nhớ được, ví dụ như ní hảo, hớn hảo. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta nói nhanh quá thì vẫn có bạn không biến âm. Thì không biến âm nghe nó rất ngang tai và nó cũng rất là mệt nữa, nói nó cũng rất là mệt. Thế và thanh 4, thanh 4 cũng là thanh mà chúng ta sai khá là nhiều. Và có nhiều bạn nói với mình là giáo viên của em nói là thanh 4 với thanh 1 giống nhau cho nên là không cần phải thay đổi. Thì cái này không đúng đâu các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy ở trong cái biểu đồ này thì các bạn thấy này, thanh số 4 đó là đi từ vị trí số 5 xuống vị trí số 1 mà. Trong khi đấy thanh số 1 là vị trí số 5 đến vị trí số 5 mà. Hai thanh nó ngang nhau và các bạn thấy là điểm đến của thanh 1 là ở vị trí số 5, điểm đến của thanh 4 là vị trí số 1 mà nó cách nhau tận 5 nấc, làm sao mà giống nhau được. Do re mi fa son, cái bản nhạc do re mi fa son, cái đồ với nốt son làm sao mà giống nhau được các bạn. Đây mình xem nha. Chỉnh chào bỉa rên ý sư, ở đây có rất là nhiều thanh 4 này. Chào sư sư ủ phân trung tờ sả zi chúng bù chỉnh chào bỉa rên sư ý bây zi tờ sả zi. Rồi chúng ta đi xem câu tiếp theo nào. À, xiao chư thì đây là thanh 3 và thanh 1 đúng không ạ? Xiao chư là đồ ăn vặt đó. À, quay lái, rồi các bạn nhìn thấy chưa? Quay lái. Xiên tại là hai thanh 4 đi cùng với nhau thì chúng ta sẽ nhắc mạnh ở từ này. Rồi cái một trong những cái từ mà các bạn thường xuyên sai đó chính là chữ này. Tưởng chừng như là rất là thường gặp nhưng mà chúng ta vẫn bị sai. Và các bạn biết không, Coco học được cái chữ chuyên này là từ một bạn người Nga nha. Bạn chính một lưu học sinh người Nga dạy mình phát âm cái chữ này đó. Bởi vì là những cái bạn người Pháp, bạn ấy phát âm âm tròn môi rất là giỏi. Vâng, thế thì chúng ta xem là hiện tại, quá khứ, quá khứ, quá khứ. Thế và cái từ chư này chúng ta gặp rất là nhiều và nó vừa là âm bật hơi, vừa là âm tròn môi, lại thanh bốn nữa cho nên là khá là khó. Quá khứ, quá khứ the sự, bất thí lạ. À, quay lại, hiện tại, quá khứ. Thì cái từ quá khứ này có khá nhiều nghĩa, nó có thể là quá khứ và nó có thể là những cái đã qua. Đó, tiếp theo nữa là liang liang thị vân. Liang liang thì vân, liang thì vân. Đó, thế thì bây giờ có rất là nhiều những cái trang web rất là hay các bạn ạ, người ta thiết kế và cảm thấy là rất có ích cho chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta xem nhé. Riêng cái phần hai chữ pu với lại là chữ y thì là có những cái biến âm. Thế thì chúng ta xem là chữ pu sẽ đọc là pu và có thể đọc là pú. Thế thì chúng ta xem này. Pú khi đi với thanh 4, khi đi với một âm mà bên đằng sau đó là thanh 4, bú yào, bú sư, bú chư. Khi mà chúng ta đánh cái phần phiên âm ở trên Google ấy, viết vào Google thì nó sẽ không tự biến đổi cho chúng ta, trừ một số phần mềm mà chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta mua thì người ta sẽ đánh rất là chuẩn bú yào. Còn nếu như mà bạn đánh ở Google thì bạn sẽ thủ công ra nếu như bạn nhớ, còn nếu như không thì bạn phải tự nhớ là đi với thanh 4 thì nó sẽ biến thành, nó sẽ đọc thành pú, còn đi với những thanh khác thì đọc là pù, còn đi với những cái câu hỏi ví dụ như háo pú háo thì chúng ta sẽ đọc là pú, rất là nhẹ đúng không? Háo pú háo, háo pú háo, háo pú háo đó. Khớp bức khai ý cháu bức cháu đó. Thế và ở đây chúng ta đọc là pù, pù xua, pù lái, pù hảo. Nó
Tiếp theo đó là chữ y. Chữ y thì phức tạp hơn chữ pu đấy các bạn. Bởi vì chữ y nhá, chữ y khi mà đi với lại là y nó vẫn là y khi mà ví dụ như là 一二三四 đúng không? Và các bạn lưu ý cho là nếu như mà đọc số điện thoại thì đọc là giao nhá, không đọc là y nhá. Thế và 2011年1月11日 thì cái này chúng ta vẫn đọc là y nha. Đọc ngày tháng thì chúng ta vẫn đọc là y. Ý khi mà đi đằng sau với lại là thanh 4, ý. Ý phiền. Ý yang, bù ý yang. Thế và đọc là y. Y khi mà nó là y xuông, y thiếu, y bẩn. Thế thì đọc là ý khi đi với thanh 4 và đọc là y khi đi với các thanh điệu khác. Thế và các bạn lưu ý cho nó là y chứ nó không phải là y nha. Nếu mà các bạn dùng lực quá, các bạn cố gắng quá, các bạn đọc là y, thế và sau đó thì các bạn xấu hổ quá, sau cứ nhìn thấy cái chữ này là bắt đầu là bạn run, bạn cóng, bạn run, bạn rén, bạn không dám đọc. Y xuông xie, y thiếu hù zi, y bẩn su đó. Ý phiên yê zi, bù ý yang, wo men bù ý yang, đó. Đó, đấy, thế và thanh 3 thì mình vừa mới nói rồi. Ni hao, sở ý, hẳn jiǔ, zhì yī qiàn, zhǎng yī zhì. Các bạn biết câu này không? Zhì yī qiàn, zhǎng yī zhì. Ngã một keo, leo một nấc, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, ngã đau thì nhớ lâu. Đó, chư ý chiên trảng ý chư. Cái từ chư này là chư khuê nha các bạn. Chư thì là thanh 4 là chư khuê, đó là chữ chí với lại là bộ viết ở bên dưới. Thế còn nếu như mà chư tào thì nó là thanh 1. Đó, chư ý chiên trảng ý chư. Không à, đi một ngày đàng học một sàng khôn, xiên leo chúng ta vừa nói rồi. Thế thì những cái trang này rất là hay này các bạn. Tá xảo phóng chiên sao bả, cái này hôm nay mình mới biết này. Bua zi hình như là cái gầu hót, cái chổi của cái gầu hót rác là sao. Ma bù là cái rẻ lau, mình biết rồi. Thua bả là chổi, cái chổi quét mà có gọi là gì nhỉ, là thua bả là cái chổi lau á. Thua bả mình biết cái này bởi vì mình hay phải đưa đồng nghiệp, các đồng nghiệp người Mỹ đi mua cái móp. Xi trần chi là cái máy hút bụi. Má thủng xoa là cái bàn chải cọ bồn cầu. La chi lẩu là cái thùng rác. La chi thủng là cái thùng to ấy các bạn, còn la chi lẩu này là cái thùng giống như cái giỏ đan để ở trong nhà ấy. Thế và chắc là nó sẽ để cái rác khô, bởi vì như mình có thói quen là trong phòng mình có một cái giỏ rác đựng rác khô như là giấy hay là những cái đồ vụn, còn những đồ ướt thì chắc chắn là phải mang xuống dưới bếp để rồi. Thế và卫生纸chắc các bạn cũng biết rồi,卫生纸thì các bạn lưu ý cho là卫生纸với lại là cái giấy ăn là gì nhỉ, chăn纸nha các bạn. Chăn纸, chăn là bữa ăn ấy, chăn纸, không gọi là湿纸nha các bạn. Quay sơn chữ, và la chi tài, la chi tài. Thế thì mình thấy là đứng từ góc độ cá nhân thì mình thấy những cái trang như này người ta thiết kế rất là hay, bởi vì là người ta thiết kế theo chủ đề, thế và trong một trang thì mình có thể học được rất là nhiều từ, thì mình cũng động viên học trò của mình học theo cách như thế này đó. Thế và vừa nhớ được từ, vừa nhớ được ngữ pháp, rồi vừa tất nhiên là các bạn cũng phải lưu ý, bởi vì là đôi khi nó cũng những cái trang này thì chủ yếu là người ta thiết kế cho các bạn Tây ấy, bởi vì văn hóa nói thật là những cái bạn người Trung Quốc mà các bạn ấy người gốc Hoa mà các bạn ấy sống ở bên Tây, hoặc là các bạn ấy thậm chí là các bạn ấy còn chưa đến Trung Quốc bao giờ ấy, có nhiều bạn như thế, mà có nhiều bạn rất là lớn thì sau này mới trở về Trung Quốc để học tiếng Hoa ấy, thì là thứ nhất là cái văn hóa của người ta cũng rất là thoáng, cho nên là đôi khi người ta thiết kế những cái này có những từ nó rất là nhạy cảm. Thế và hồi ban đầu mình không để ý đâu, mình đang dạy 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 cho học sinh, tự nhiên mình nhìn thấy một từ ô chết chết dở. Thì vì thế cho nên là các bạn nếu như mà các bạn sử dụng những cái tài liệu như thế này thì các bạn lưu ý cho, mới lại là người ta đôi khi người ta cũng bị nhầm lẫn ấy. Ví dụ như là những cái từ xong rồi người ta ghi nghĩa hoặc là phiên âm nó bị lệch,
Đó thì các bạn cũng lưu ý và thông cảm cho họ, bởi vì là cũng rất là cảm ơn họ, bởi vì họ đã có những cái đóng góp, nhưng mà dù gì chăng nữa thì không có cái gì nó hoàn hảo cả, mấy ở sứ chuyến sứ mệnh, cho nên là các bạn sử dụng và chúng ta chỉ cảm ơn họ bởi vì họ đã có những cái đóng góp rất là tích cực rồi ạ. Và hy vọng là cái video này của Khâu Khẩu cũng mang ý nghĩa tích cực đến cho các bạn, và chúc các bạn phát âm tốt nha, và chúc các bạn thi thật là tốt. Mình là cô Đỗ, cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon ạ.